Messi không xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, gây sức ép với Barca, siêu sao người Argentina tiếp tục gây sức ép lên ban lãnh đạo Barca để được rời sân Camp Nou trong mùa hè 2020. AAC một đưa tin Lionel Messi đã thông báo với ban lãnh đạo Barcelona rằng anh sẽ không tham dự buổi xét nghiệm cùng toàn đội hôm nay 30 tháng 8. Đây là buổi xét nghiệm bắt buộc trước mùa giải mới của câu lạc bộ chủ sân Camp Nou. Siêu sao người Argentina quyết định dựa trên sự tư vấn của các luật sư. Messi đang cố gây áp lực để được rời Barca dưới dạng từ Tự do quyết định của Messi khiến ban lãnh đạo Barca một lần nữa phải tổ chức họp khẩn để đưa ra quyết định về tương lai của tiền đạo sinh năm 1987 trước thái độ cứng rắn của Messi. Ban lãnh đạo đội chủ sân Kemnu nhiều khả năng phải miễn cưỡng để anh ra đi trong phiên chợ hè năm nay, sáng 26 tháng 8. Sport đưa tin Messi thông báo với ban lãnh đạo câu lạc bộ Barcelona qua fax về việc anh sẽ ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, điều khoản phụ trong hợp đồng ký kết năm 2017 quy định siêu sao người Argentina có quyền tự do rời Barca trước khi mùa giải năm 2020-21 bắt đầu, ban lãnh đạo Barca. Trong đó có chủ tịch Bartomeu, đã tổ chức cuộc họp khẩn trước quyết định gây sốc của Lionel Messi, hợp đồng ký kết vào năm 2017 của Messi thực sự có điều khoản cho phép cầu thủ này ra đi dưới dạng tự do trước mùa năm 2020-21, tuy nhiên, điều khoản phụ này đã hết hạn vào ngày 10 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.